Huấn luyện viên trưởng Božidar Bandovic ứng tuyển dẫn dắt tuyển Việt Nam. Từ châu Âu thì ngôi sao gốc Việt lại đốn tim huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên trưởng Kiatisak phủ nhận gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. VFF chọn người kế nhiệm ông Park. Huấn luyện viên trưởng Božidar Bandovic ứng tuyển dẫn dắt tuyển Việt Nam. Cựu huấn luyện viên trưởng Olympiacos và Buriram United khen ngợi sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo và tỏ ra hào hứng với việc kế nhiệm chiến lược gia người Hàn Quốc. Thật tuyệt vời nếu như được dẫn dắt tuyển Việt Nam, tôi biết đội bóng này qua nhiều trận đấu với Thái Lan và các giải đấu chính thức. Ông Park Hang-seo là một huấn luyện viên giỏi khi xây dựng được một tập thể mạnh và duy trì sự ổn định này qua nhiều năm. Việt Nam là một đội bóng kỷ luật và có những cá nhân xuất sắc. Huấn luyện viên Božidar Bandovic chia sẻ với Zin. Sau thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam không tiếp tục gia hạn hợp đồng vào năm sau, công ty đại diện của huấn luyện viên này gửi hồ sơ ứng tuyển ông vào vị trí huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam. Ông kết thúc công việc tại câu lạc bộ Chennai Sun của Ấn Độ từ đầu năm nên khá là rảnh rỗi. Tôi nghĩ mọi việc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên thì tôi rất hân hạnh và sẵn sàng xem xét nếu như có lời đề nghị từ phía Việt Nam, Bandovic chia sẻ. Trước đó thì Bandovic dẫn dắt Buriram United giành 2 chiếc vô địch Thai League Á quân năm 2019 và đưa đội này vào vòng 16 của AFC Champions League 2018 và nhận danh hiệu huấn luyện viên hay nhất Thái Lan trong cùng năm. Do là chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia trước đây nên ông tỏ ra khá hào hứng với thử thách mới. Huấn luyện viên này cho biết là mình ấn tượng với mối quan hệ kỳ phùng địch thủ giữa các đội tuyển Đông Nam Á. Việt Nam, Thái Lan và Indonesia là những đội bóng mạnh như nhau, Bandovic nói. Trong dàn tuyển thủ Việt Nam thì Lương Xuân Trường có thời gian ngắn được làm việc với huấn luyện viên trưởng Božidar Bandovic tại Buriram United khi được Hoàng Anh Gia Lai gửi đi cho mượn ở mùa 2019. Tại đây thì Xuân Trường không được thi đấu nhiều. Xuân Trường là một cầu thủ chất lượng nhưng thời điểm đó cậu ấy chưa sẵn sàng, phần là vì những chấn thương, phần vì tôi có nhiều cầu thủ Thái Lan tại vị trí đó. Những người đã làm việc với tôi lâu năm, ông Bandovic giải thích. Božidar Bandovic sinh năm 1969 tại Montenegro, từng là học trò của huấn luyện viên trưởng Juko Petrovic khi còn thi đấu cho Red Star Belgrade tại giai đoạn 1992-1995. Huấn luyện viên trưởng Bandovic cũng được biết đến với tư cách là một trong những huấn luyện viên hay nhất giải vô địch quốc gia Thái Lan khi dẫn dắt Buriram United trong khoảng thời gian từ 2017-2020. Ông giúp cho đội bóng vô địch Thái League với số điểm kỷ lục, chuỗi thắng dài kỷ lục. Božidar Bandovic là một trong nhiều huấn luyện viên châu Âu gửi hồ sơ đến VFF. Ngoài Bandovic còn có Robert Prisenecki, cựu cầu thủ của Real Madrid và Barcelona. Từ châu Âu, ngôi sao gốc Việt lại đốn tim huấn luyện viên Park. Cầu thủ gốc Việt là Jason Pendan Quang Vinh vừa có hành động ghi điểm trong mắt khán giả Việt Nam. Những ngày qua thì thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định kết thúc hợp đồng với đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Trong thời gian huấn luyện viên Park cầm quân thì nhiều cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại châu Âu đã bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam, trong đó có Jason Pendan. Mới đây thì Jason Pendan đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn video đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau khi đăng quang AFF Cup 2022. Trong video là khoảnh khắc Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm cùng với đồng đội xông vào họp báo và xịt nước lên người thầy Park để ăn mừng chức vô địch. Đây không phải là lần đầu tiên Jason Pendan Quang Vinh đăng tải hình ảnh liên quan tới bóng đá Việt Nam. Trước đó thì anh đã khoe ảnh chụp cùng Quang Hải lên Instagram. Cả hai gặp nhau ở vòng 5 của League 2 vào hôm 27 tháng 8 kèm với đó là dòng trạng thái: chào mừng đến với nước Pháp, thật vui khi được gặp bạn tại đây. Ở AFF Cup 2021 vừa qua, cầu thủ sinh năm 97 đã bỏ tiền túi để bay sang Singapore theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Trên trang cá nhân, Jason đăng một đoạn video cổ vũ thầy trò ông Park Hang-seo. Tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc, những người hâm mộ đầy cuồng nhiệt, thật tự hào khi có mặt tại nơi đây. Tiến lên các chàng trai Việt Nam, hãy chiến đấu hết mình. Jason Pendan từng bày tỏ mong muốn nhập tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội thử sức tại tuyển Việt Nam. Đối với tôi, hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa được VFF liên hệ và lúc này tôi chỉ biết cải thiện phong độ và màn trình diễn của mình tại đội bóng chủ quản. Tôi tin rằng vẫn có cách để tôi cùng với VFF tìm thấy tiếng nói chung và tận dụng cơ hội này. Huấn luyện viên trưởng Kiatisak phủ nhận gia hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn khi trải qua chuỗi 8 trận không thắng và trả lời truyền thông Thái Lan về tương lai của mình, ông Kiatisak cho biết. Mọi việc sẽ phải chờ xem kết quả thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai năm nay thì Bầu Đức mới có quyết định. Bây giờ chúng tôi cần phải tập trung đến hết mùa giải và trước đây tôi đã nói là chỉ sang giúp Hoàng Anh Gia Lai 2 năm và bây giờ thì thời hạn đã hết. Tôi sẽ nói chuyện với Bầu Đức và gia đình và vợ con để đưa ra quyết định về việc ở lại Việt Nam hay Thái Lan.
Trước đó thì có nhiều thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan có lời mời Zico về dẫn dắt đội bóng Voi Chiến. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kiatisak khẳng định ông vẫn chưa có quyết định chính thức. Hiện tại thì nhà cầm quân chỉ muốn cùng với Hoàng Gia Lai vượt qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng Phố Núi sẽ có chuyến làm khách trước Đà Nẵng vào chiều nay ngày 22 tháng 10. Đây sẽ là trận đấu áp lực với cả hai đội bóng, và nếu như không thắng, Hoàng Gia Lai sẽ bước vào trận đấu thứ 9 không thắng. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho tâm lý của toàn đội trở nên bế tắc. Trong khi đó thì đội bóng của huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng vừa có chiến thắng trước Thanh Hóa để vực dậy tinh thần. Xét về tương quan lực lượng, Đà Nẵng có thể bị đánh giá yếu hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, đội bóng nào giữ được tinh thần, quyết tâm cao sẽ chiếm được ưu thế. VFF chọn người kế nhiệm ông Park. VFF dự kiến vẫn chọn huấn luyện viên ngoại sau khi mà ông Park ra đi, và một lần nữa thì ghế lái trưởng tuyển Việt Nam lại không có chỗ cho nhà cầm quân trong nước, và vì đâu? Dù cuối tháng 1 năm 2023, ông Park Hang-seo mới chính thức kết thúc nhiệm kỳ ở tuyển Việt Nam, nhưng ngay khi mà thuyền trưởng người Hàn Quốc thông báo dừng cuộc chơi, VFF đã phải lên kế hoạch tìm ứng viên thay thế. Không có gì ngạc nhiên với việc VFF tìm người thay ông Park Hang-seo sớm, bởi tuyển Việt Nam cần phải có tiếp nối ngay sau khi chiến lược gia 63 tuổi rời cương vị. Dự kiến là sau tháng 11, tức là khi đại hội nhiệm kỳ thứ 9 diễn ra, VFF sẽ công bố danh sách ứng viên hoặc người thay ông Park, nhưng dường như sẽ không có huấn luyện viên nội nào được chọn mặt gửi vàng cho ghế lái thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Hai, xét các tiêu chí để có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam. Rõ ràng là nhiều huấn luyện viên nội thừa sức phải ứng cử thay vì nhìn vào cuộc đua chỉ dành cho các thầy ngoại. Hiện tại thì còn hơn chục các nhà cầm quân trong nước như ông Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn đã có trong tay bằng huấn luyện pro. Tiêu chí cơ bản nhất để dẫn dắt đội tuyển quốc gia đáp ứng được tiêu chí bằng cấp. Nhiều huấn luyện viên nội thực tế cũng đã thể hiện được năng lực cầm quân tại V-League hoặc cấp độ tuyển trẻ nên chẳng thấy mức bỡ ngỡ để ngồi vào ghế nóng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì hầu hết các huấn luyện viên nội ít mặn mà trên ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam, mà ngược lại cũng không nằm trong kế hoạch của VFF cho việc thay ông Park. Thứ ba, để công tâm mà nói thì hiện tại các huấn luyện viên nội hoàn toàn đủ sức dẫn dắt tuyển Việt Nam thành công với những giải đấu trong khu vực khi mà lứa cầu thủ này đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thế nhưng các huấn luyện viên nội ít nhận được sự tín nhiệm từ VFF, cũng như không có gì quá ngạc nhiên vì cái giúp chưa nhiều người thành công từ trước đến nay khi nắm tuyển Việt Nam trong quá khứ. Ngoài ra, tuyển Việt Nam vào lúc này không còn quanh quẩn với những mục tiêu trong khu vực nên buộc phải tìm một huấn luyện viên đẳng cấp nhằm hướng đến thành công lớn hơn nữa, điển hình như là mục đích giành vé dự World Cup 2026 chẳng hạn.